kem số điện thoại cho em. Mau kem màu kem số điện thoại cho em nhá. Và tình yêu nhá. Rồi ok tình yêu này, lấy một đen một vàng, ok tình yêu luôn. Cứ để lại số điện thoại đầy đủ thông tin cho em là lấy đơn hàng thành công. Có khóa trước các tình yêu ơi, với cả tặng kem đai cho em. Có khóa trước và tặng kem đai cho em nhá. Rồi à, ok tình yêu nhá. Cho không có khóa sau đâu chị gái ơi, có khóa trước. Đây nó là khóa trước. Quần này Misu hay không 60 cân 1766 mày có mặc vừa không? Tại vì đợt này form này nó hơi bé một tí. Đấy phải chơi lần sau cơ, lần sau form to hơn ý. Lần này form nó chỉ tầm 5 cân quay đầu thôi. Đấy. Rồi. Ok này. Thùy Dung nhá. Rồi. Rồi Thùy Dung lấy một đen một vàng, ok Thùy Dung luôn nhá. Để lại đầy đủ thông tin số điện thoại nhá. Áo nhé em có 4 màu hoặc đi ơi, áo có 4 màu, vàng đỏ đen trắng, vàng đỏ đen trắng cho em, áo có 4 màu. Được chưa? 69.000 một áo cho em. Hàng siêu siêu đẹp luôn. Rồi chị nào lấy thì nhanh nhanh tay nha, chị nào lấy thì nhanh tay nhá, nhanh tay comment cho em màu kem số điện thoại cho em là lên đơn hàng thành công, màu kem số điện thoại nhá là lên đơn hàng thành công cho em, được chưa? Hàng siêu siêu đẹp luôn, siêu đẹp và siêu rẻ cho em. Rồi chị đây ạ, lấy một đỏ một trắng rồi một chị sóng 1767 thì vừa đấy chị ạ, em sợ là thấp thì sợ không vừa thôi. Đấy. Rồi ok tình yêu nhá, nhanh chóng comment cho em nhá. Màu kem số điện thoại cho em là lên đơn hàng thành công. Rồi à, ok chị Cao Mỹ Huệ này, lấy một đen một vàng, ok tình yêu luôn, để lại đầy đủ thông tin cho em là được lên đơn hàng. Rồi áo vàng đỏ áo đỏ, ok chị Jennifer fan cho em xin số điện thoại của chị nhá. Rồi ạ. Chị Miss Hoa, ok tình yêu luôn, lấy một đen một vàng một kem, ok tình yêu ơi. Em chốt đó nhá, chị Tuyên Bé lấy một gì đây ạ? Rồi một áo đỏ một quần đen, ok tình yêu luôn, quần nhé em có size chị ơi, quần nhé em có size nhá chị Cherry Fan nhá. Rồi ok chị Tuyên Bé em chốt đơn cho chị rồi nhá. Rồi mỗi người đi qua nhớ chia sẻ cho em chốt cho chị Vũ Thị Tình rồi nhá, quần nhé em có size SML XL với 2XL chị Cherry Fan nhá. Rồi ạ. Ok.